Nó có bé hết trường châu mình rồi. Hai con đều quay rồi. Mau.
Con to đánh thái độ tốt thật đấy chú Thắng ạ. Đánh này to không ra vâng. Cải mắt này. Cải mắt to. Con to bị cải mắt rồi ạ. Con to. Con to đứng này còn lâu. Mày nó mọc khay ạ. Được, tây giỏi. Nhanh. Mắt đỏ lên rồi. Nữa. Thật mạnh vào. Ui, sốc à. Ngươi là sốc đỏ rồi. Chết rồi bạn ơi, bạn ơi chết rồi. Trông được. Bạn ơi chết rồi, đuối rồi. Chạy. Chạy. Chạy đi. Không được. Chạy. Cắt đau, không có ai đâu. Hai bên kia đường ai ra đâu. Cặp số 2 đấy, bạn to đấy. Ui, tao đã dình nó đánh rồi thì phải chết. Không bao giờ. Đấy, tao chỉ đánh người chết ngoài này. Con đã đuổi sau nhưng mà thắng. Anh tao đã dình nó đánh rồi, chết. Trận này mất nhiều chuyển quá, trận sau đấy. Nhối à? Đấy mày à. Bản lĩnh đấy, hai con.
quá bản lĩnh. Quá bản lĩnh luôn. Quý ơi. Quý ơi. Cứ đẩy như cục này bây giờ lại cứ phải đòi. Cứ đẩy ơi. Cứ đẩy ơi. Đẩy ra ăn thôi. Đẩy ra đi. Mở được mắt đâu bây giờ. Đẩy ra đi. Đẩy ra đi. Đẩy ra đi Mabo. Cá nó. Rồi rồi. Đẩy đẩy đẩy. Mabo, cá nó. Cá đi. Cá nó lên. Cá nó lên. Đây. Cá nó lên. Cá nó lên. Đấy anh nhớ, ngoại em nó tái đây anh cơ, trời ơi chứ. Anh vừa biết, nó thở mình em ạ, cố lên. Chưa biết ai thở hơn ai. Cố lên. 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 Đẩy tổng lực phát nữa là xong. Cởi đi. Còn chút không đấy. Đẩy tổng lực phát nữa là xong. Cho để thoải mái. Tổng lực vào. Cho để thoải mái. Con để thôi. Mấy thằng ra đến tao nữa con đi. Hụt nó đi. Con đưa thóc. Đóng vào nó. Đóng vào một đúng rồi. Hụt thế. Từng chưa vào đâu củ nết rồi. Đóng vào nó. Hai bên đều củ. Đóng vào nó. Rồi đẩy đi. Đẩy đi. Đẩy đi. Đẩy đi. Đẩy đi. Xong. Tổng lực phát nữa là đâu. Hai con gần. Phát này. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Bỏi còn đẹp. Hai còn đéo với thế nào. Đi đâu anh ơi. Đẩy đi. Đi đâu. Ba mô. Đẩy vào nó. Bắn lên. Cái mà nó chơi chơi tốc đồ tao đánh tốc đồ nó nó hết đi rồi, đây lăn đây, lăn đây, lăn đây, bảy đây, bảy đây, hết đi rồi. Đây con này nó lực nó cản được này. Đây. Cứ đánh đầu sừng vậy là được rồi.
nó vào đòn nó cứ thế nó đánh rồi bận gì đâu. Vào đòn sừng cứ chọc vào mồm bận. Đá chân vào chầm nhau đấy. Đâu đâu con đen này con lì đấy à? Lì. Chỗ này nó không chưa quay Việt ạ. Thì thế chưa ấn quay. Không, không nhọn này bạn. Mất à? Mất à? Móc à? Mày xoay mất à? Mày đè tôi tới đấy. Đè hỏi nó tốt mà nó phanh ra nhỉ. Nó xoay ra tốt. Không là lên. Mày à? Ừ, nó phải sừng xuống dưới thôi. Nó chưa quay được ấy. Ui, chạy ơi. Chạy ơi, chạy ơi. Chạy đi con. Chưa chạy đâu. Chạy đi. Chưa. Con này đánh kim thổ thỏ này. Không lại, đánh đánh được này không lại. Lấn tiếp, lấn quyết này. Nó cày này không được. Nó cày này không. Thua được cái con Phú Ninh, thua được. Phải nhanh đấy nhỉ, nó phải ghê đấy. Ui đồ, nó cán cổ tay kìa. Bắt lên. Ôi đồ, ôi đồ. Đi đi, không. Hãy đổ luôn. Không. Ôi đồ rồi. Ôi đồ rồi. Chưa đau đâu. Chưa đau đâu. Chưa đau nhưng mà nó cán ngay của nó này. Chưa đau đâu. Vá. Vá. Nghiêng chừng. Ui dồi ôi, làm gì đây? Chưa trượt, trượt. Bắn lên. Ủa, chú con muốn quay nữa đâu mà quay. Không quay nữa. Không quay đâu. Đấy mà là mới quay à? Mất đi. Không may vả đi. Mất đi. Mất đi. Mất à? Là gì nó mất được. Thấy thừa sợ. Mất đi. Gì đấy. Gì đấy. Mặt. Lên. Mặt đi. 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 Mặt đen lại còn phun lực. Con bẩn bẩn thở. Bẩn thở. Đánh, đánh, đánh. Bật chân nó lên. Con bẩn. Con bẩn này kém hơn. Con chưa là con đang đánh bằng. Nó ngang ngang nhau cả. Con đi phải hơi. Cứ ti đâu á. Cứ ti đâu xuống. Ti nó chết. Ti nó chết. Vậy phát đấy bình thường ấy. Chân trượt thế thôi, không cần chú. Nhót rồi, sắp nhót rồi. Sắp nhót rồi. Sắp nhót rồi. Mấy vảy mấy bát đàn rồi. Đây sau đây, sau đây. Đánh Phú Ninh sau đây. Đau rồi, vẻ bị đã chết. Kêu vào. Mấy phút rồi Việt? Anh đã quay từ đầu. Mẹ lúc đấy chưa ấn quay ngáo thật. Tiến Tùng trận hay để trả đi còn chê kèo bịp ngoại vật khí. Con giải cái xuống nó bê tốt đấy, không con đen này nó có đòn. Đen có đòn đấy, nhưng mà nó thua được. Tiến ở nhà nó không đi à? Không, lại nghĩ kèo bịp để kèo xuống hai mai cho nó. Vậy tôi chỉ đó đánh làm gì, xem làm gì. Cái thứ gì đâu. Trận hay như thế này không đi. Cái thứ gì đâu, khổ. Châu Phú Ninh thả ghê. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra.
cứ mệt thì sừng dài lại thế. Nhả ra, nhả ra. Đi à. Đi à. Nhả ra. Nhả. Nhả ra. Nhả ra man. Đâu nó cũng tì à đánh nhỉ. Mắt đi lắm con này, đầu mặt đen. Hai này bây giờ thi gan là thi thi sức à. Sấn kìa. Con đen nó say đòn mẹ à. Thân nhà. Trượt chân. Trơn trượt. Không nghiêng là mày chết. Xoay tốt đấy. Không phải là đánh cái kiểu đấy đấy. Nó đánh cái kiểu rắc cái sừng đấy. Quả đấy là phải rời ra tí rồi nhỉ. Thì mới tin chứ còn đánh sát này về và quả đấy là không hiệu quả. Co tim rồi, co tim. Nó đánh hốc mắt kìa kìa. Đánh hốc mắt kìa. Nó vả vào mắt kìa. Nó đùa. Nó đứng thốc vào hốc mắt còn gì nữa, con sừng ngắn. Trông cân mất quá nhiều. Ui giời. Mày cứ nhận là say đòn về anh kìa. Nhưng nó say đòn nó đánh tới hốc mắt kìa. Say đòn đánh đau đòn cá nào. Nó vạ đánh hốc mắt Châu Tân. Còn Châu Tân thì đương có lợi thế. Con Tân run mẹ chân đấy đảo. Lên trở lại. Ghi vào ghê lắm con này say đánh lắm. Đen nhìn nhìn mắt nó cũng đẹp lắm. Nhớ đi. Nó đẻ mẹ của tao đi. Nó đẻ mẹ của tao. Cô lên. 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 Cố lên, cố lên. Xong đi, hết lần đi. Không cất được. Để nó mồm mím cái gì. Đừng đặt ở má nhưng không cất được. Không kéo được. Lâu rồi, lâu rồi. Lâu đi. Vào đi, vào đi. Vào. Đi.
Nuôi kia đây. Nuôi xa xa. Nó lì. Đánh. Tính ra con đen này thua được kia, con đen hơn được đâu. Nhưng mà nó đánh khôn phết, giống chim đánh con trâu Hải Phòng vào đây đánh tiền dạy con trâu kiểu tấn thủ đây. Vả đang hốc mắt. Hai con đuôi quẫy tít này lâu. Đi xem nhận châu xứng đáng không? Mất tiền cũng xứng đáng. Được hơn khoảng 13 phút rồi. 13 phút rồi. Nói chung trận này đã bảo đánh phải trên 10 phút. Nếu nó đã đánh. Mắt nó đẹp lắm này cả. Mắt nó như kiểu mắt con đánh con kiếm nhật. Chưa được cái treo nào nhỉ? Đuôi nó kia. Nó sốc những quả đấy, mới đau. Đấy. Nhìn đuôi nó Việt à, lâu. Bíp của Tiến Tùng ấy. Bíp của Tiến Tùng. Tiến Tùng ơi. Không nghe chim được. Nhưng thôi về xem video không biết. Đấy là chiếc buồn Tiến Tùng. Nhìn đuôi nó quẫy nó vẫn. Nói chung cầm này phải 20 con phút. Quẫy. Tí rồi, đâm tí rồi. Nhưng con đen đâm tỉ ở vào đây ạ. Nhưng mà đừng đuổi lại. Em tưởng con đen vừa mẹ. Nhưng mà con kia vừa đâm tỉ. Nhưng mà lại đấy. Ui dồi. Đấy. Con đen nghẹo nghe rồi. Con đen nghẹo rồi. Lông ơi phát cuối rồi. Con Tân đang tổng lực đấy. Đừng có đùa con kia. Con kia nó bền sức hả? Bền thế nhỉ? Nó đừng đánh đòn vả vào mắt kia kìa. Đâu mặt rồi.
đẩy, cứ thế đẩy đi. Nhiều lắm rồi. Xách nó lên. Con kia nó cũng đánh đâu rồi. Thật thì đập, cái này thì đập. Phang nhau thôi. Nếu xách xách ngay từ đầu rồi. Ôi, vừa đập vào mắt này. Nó hay bổ vào đấy mà, đã bảo con kia nó toàn dập vào mắt thôi. Đánh đến lúc ra cái thằng trâu đau rồi không. Con kia điều phối sức tốt mà. Đấy con đồ sư nó lùi từ đầu cuối, về có cuối nó dồn. Hôm nay mới con Hà Giang rồi. Hà Giang đánh tốc tốc họa từ đầu. Vũ tội không vần, biết vần vỗ tốt đâu mà. Video đánh hơn khoảng ngày 2 phút nhá, nhưng mình quay muộn một tí. Cái mày thấy không? Đi ra ngoài.
Nhật đâu ăn đi. Chiến thắng đi. Chiến thắng đi kiếm Nhật đây. Chạy thôi. Càng đi kiếm Nhật đây. Càng đi cứ giữ lâu vào. Cứ giữ lâu vào. Càng đi em. Đánh đi Nhật đây. Càng đi cứ giữ lâu vào. Cứ giữ lâu vào. Lên tiếp. Nhật đâu? Nhấc cao lên. Quay nhưng không được phát trực tiếp đâu, không phát trực tiếp. Lên đi em ơi. Nhật đâu cáng ơi. Lên đi. Nhấc lên đi, Nhật đâu? Nhấc lên. Nhấc nó lên đi. Nhấc nó lên. Đẩy đi. Dồn đi. Dồn đi Nhật ơi. Rồi, chạy đi. Chạy luôn. Quay đi. Cố lên đi Nhật ơi. Càng lên đi. Nhấc lên. Mất chim ơi. Mất chim ơi. Chạy rồi. Chạy rồi. Hai cái chạy nè. Hai cái chạy nè. Nhấc nó lên. Nhấc nó lên. Chạy rồi. Xiên đi, giữ lâu vào, nhấc cao lên. Nhấc cao lên. Nhấc cao lên. Nhấc cao lên. Lùi ra, lùi ra, lùi ra đi. Chí dịch cho mày bác. Nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên. Bắt chim rồi, bắt chim rồi.
Chạy rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Kiếm nhật chiến thắng rồi. Ê. Ê. Con ghi lao cho con này lao rồi. Con ghi. Đứng lại. Nào nào nào, đéo nào. Đéo nào, nào chắc. Đéo nào. Mất tim rồi này, mất tim rồi. À, đi cho ta. Ôi là Hey!
Cắm đầu lên. Cắm đầu lên.
Tôi được xung quanh nhanh quá, không thì lên liên tục. Xoay nhanh. Tìm được cũng quá tốt rồi. Đấy là rồi. Phải bắt máy rồi. Không phải sợ đâu. Không phải sợ đâu. Đã thấy mặt rồi. Mệt quá, thua sức rồi.